toàn đưa anh em quen thợ thuyền nhận lấy rồi nhưng mà đã đưa tiền đâu? À, chưa đưa tiền à? Lúc nào mà không thấy đưa tiền thì là mình có khi lại ra mình múc cái này. Mình về mình sẽ mẹ thả sổng nó to ấy. Con này cổ này. Nó vào mẹ dây rồi. Lươi nha. Cứ tự nhiên đi. Làm tí phim ảnh cho nó vui. Đấy, dạo này thấy cây nó lại nét nét hơn. Làm nó mịn màng. Con kia thì bao nhiêu? Con là hán kia. Con nào anh? Đấy, con nghiêng. Nghiêng chậu. Ừ. Được đấy nhỉ. Con này đó. Cổ mẹ to ghê. Ghê gớm đấy. Được cái cổ nó cắt giật vừa vừa được cút đấy đẹp. Ngày trước mình cũng còn như này. Nhưng mà mẹ, bán mẹ mất rồi. Ngày trước có một con giống này bán mẹ rồi, lùn hơn nhiều. To cũng này, lùn. Con này cả nó được cái cành nó già. Thế là đã ra đi 6 đồng nhưng chưa cầm được đồng nào. Hợp lý đấy. Mẹ vẫn thích cái con mẹ. Con kia hôm bảo là hai mấy nhỉ? Này, dạ. Con này hôm bảo là hai mấy nhỉ? Con này. Con đấy là 25 nếu mà đấy. Đấy, nói chung là giả em đấy. Cái hiệu con Giang đấy. Đúng rồi. Hiệu con Giang thì giả 22. Mình vẫn khoái con này. Thì em bảo hôm mà anh ấy bảo là nếu mà lấy gì em lấy 23. Ừ. Được đấy. Mà con đấy là em cũng để ở ngoài. Tâm huyết mình. Để làm là, thực sự là nếu để nó đi chơi là cây đẳng cấp. Đúng rồi. Không, mình được giá thì bán cây này chứ không thì để làm cây đinh ở vườn chơi. Cây đấy nếu điểm. Mà làm hoàn thiện nó làm cũng là cây để nó thi thú được. Đúng rồi, phôi giờ chơi đã sướng rồi, điền sẽ mướt. Đây bán cho bác này đây. Đây. À được. Đây bác toàn là anh em mà. À, đấy sở hữu rất là nhanh. Bảo dưỡng lại cho anh. Bán rồi. Ê ơi. Em muốn cặn em quá. Đấy. Mưa dầm suốt. Giá người quen chơi là 23. Mẹ không giúp được ra mặt sau. Để chờ bác giúp ra cái mặt sau cái. Anh em thì trước thì cứ nói đấy là đấy, em bảo là bán rồi nhưng mà cứ điện luôn hỏi bảo họ hỏi cho anh chưa. Nó cũng là một cây tầm trung in. Cốt rất là gớm. Cút này thì thế mà nó được cắt hơi sớm. Cút thì cắt hơi sớm. Ôi, chẳng giúp được bạn ạ. Chật lắm. Chật lắm. Một cây xanh điền rất là giá trị. Phôi. Còn cái làng kia. Rất giả. Còn cái to. Còn cái to. Quay lại là đăng lên YouTube khối ông thích đấy. Thôi đó, lần trước là đăng ở hôm qua nó quay nó kiểu như là vào cái trang web riêng của nó ấy. Những người kiểu như là lập cái trang riêng của nó. Thứ bao người nó hỏi nó xa nó có. Đúng rồi. Bây giờ cứ báo giá nhưng ở xa, bây giờ quan trọng là phải nhìn thực tế. Mà những cây mà... chưa lây thế, chưa lây của ông trong miền Nam không gọi. Gọi hỏi với cái to, với cái thịt, với cái nói anh này.
đâu có cái thị đâu. Em là để dưới con la hán to to này bao nhiêu? Bẻ nó rộng 1 mét mà. Không, mà con này thì bán là bao nhiêu tiền? Con nào anh? To la hán này này. Con đấy 5 sọi. 5 sọi. Đấy. Quên đọc cho cái số lưu gái. Cứ đọc. Lưu gương ở đây. 934. Thông 934. 832. 832. 688. 688. Quên mất tên là gì không hỏi, quên. Tên Kiên. Kiên. Đấy. Lưu luôn. Ông nào gần thì hắn gọi. Đấy, kiếm chỗ già nhá. Quên. Hôm nào phải gọi bác béo ra, bác suy nghĩ lại cây kia. Đang dầm dịch chuẩn bị. Với con đang có mấy cái triển lãm nó chồng lấn nhau quá. Đang triển lãm Đông Anh. Đông Anh rồi lại rồi ở dưới Ninh Hiệp. Chồng lấn nhau quá. Đây cái còn là cái mẫu đơn của anh lấy của em giờ còn hoa. Hôm vừa rồi mưa bay gần hết. Vẫn còn một ít. Vẫn còn một ít tặng rồi. Em mới tặng. Tặng ông Anh à? Ông Anh tự nhiên ông ấy thấy thích biếu đã kịp chơi đâu, mới tặng hôm qua. Con này thì bao tiền nhỉ? Con hai thân này này. Hả? 12 triệu. 12 đồng. Đấy, làm sạch sẽ nhìn thích phết đấy. Con đang lẹt lắm. 12 đồng. Đấy, cứ lên loạt này vườn giá trị ngay. Ừ, 12 đồng. Còn mấy con khủng ở đằng sau nữa kia. Là hán to thì nhiều lắm. À. Khá là già là trắng rồi. Đấy. Đấy, mẹ. Kiểu như là thế này cái đang giao ban này, loạn giao ban này. Giao ban. Bậy quá. Đôi mẹ giao ban đang giao ban, mẹ suốt ngày giao ban này mà 12 triệu. Và mẹ ông này 12 triệu để được xem mẹ giao ban. Cặp đôi này giao ban. Tôi già khố rồi giao ban. Đó. Đợt trước có đôi mini ở chợ cũng thế giao ban này. Là một vài hôm mà tôi quay xong là bay luôn. Có bác múc luôn chắc thích nhìn. Thích nhìn cái cảnh giao ban. Nhầy quá. Lạc giữa tùng rừng tùng là hàng. Tôi lại để giúp ra cái không con. Giúp ra cái. Đấy. Phôi. Con này chơi chị cũng hay này. Con đấy em thì em thích. Nè, con già đi. Tự biết, ổn đấy. Chơi được tông cao thì chơi cái này thì hay. Đất to, đất già. Nhìn về mình làm là không con si này, con si này thì bao nhiêu? Con si này bao nhiêu? Con si này. Con si là 4 triệu. Con này là mình về mình hạ không có bay dài đâu. Đấy, chứ ở đây mình thích để sử dụng.
anh bảo dòng chợ bé thì cây bé này mà đòi 15 triệu. Kiên sức đi. Quê. Tôi quên mà. Con này thì bao nhiêu? Nói. Thì 3,5 triệu. Điền, điền này. Chân ít quá. Chân ít quá. Khó diễn, con này khó diễn, để khó diễn được đoạn này. Mất vệ. Để con là gian nan quá. Ui dồi, có ông bóp mũi, ông ngự trong này. Này thì thu ngắn cổ thì cũng dở, bây giờ mà thu ngắn đến đây thì đoạn này cũng mệt. Thu ngắn đến đây thì bao giờ giật được cái cút thu ngắn đến đây, giật phát đây. Thằng đấy cũng suy nghĩ phết đấy, giá thì hợp lý rồi, về lại cắt làm phôi thôi. Đấy, con si này cũng hay này. Tay chuột này. Si đỏ tay chuột. Mười mấy không? Trước khoảng mười mấy, quên mẹ. Ta vào đá. Tàng thả nước. Mẹ lại có cả cái kéo ở đây thế này. Đấy, vô được cả kéo nhá. Ôm đá. Con nào chơi được phần cỡ to to này thì về chơi vui. Đại chuột rất là già, xì đại chuột rất già, ôm đá rồi. Giá thì mười mấy là hợp lý rồi, mười mấy hợp lý rồi. Đấy, không giúp được vào để quay mắt sau. Không vào được bên trong đấy, đảm đạo cho này. Không giúp được vào bên trong thì quay cái mặt sau, trước tôi cũng xem mặt sau nữa rồi. Chờ đi, giúp vào. À được, à được. Đấy, cũng gì phết đấy, không đơn giản đâu. Gì phết đấy. Tiếc là cái tay này đang bị mất. À, thiết khóa. Tay này bị chết. Tay này bị chết thì phải. Đang mượn một cái tay khác. Đấy, một lỗi rất là lớn. Nhưng mà về làm được. Không sao, hơi ghép làm được. Rất già rồi, quan trọng rất già, xi tay chuột. Đây, rất già rồi. Chùn rụt rồi, răm rút chùn rụt rồi. Rồi, các bạn có dịp lại ghé qua đây chơi nhé.